Lỗi sai thường mắc phải khi bấm máy tính tìm đường tiềm cận đứng của đồ thị hàm số. Bước đầu tiên các em sẽ cho cái mẫu bằng 0, tức là mình được phương trình x bình trừ 16 bằng 0 được hai nghiệm là x bằng cộng trừ 4. Khi đó các em thấy x bằng cộng trừ 4 đều là nghiệm của tử, cho nên thông thường mình sẽ loại hai nghiệm này đi và mình sẽ kết luận đồ thị hàm số này không có đường tiềm cận đứng. Do đó sẽ chọn luôn đáp án là câu A. Tuy nhiên, nếu chúng ta vội vàng kết luận như thế thì lời giải này là một lời giải không chính xác. Để biết chắc chắn được x bằng cộng trừ 4 có phải là đường tiềm cận đứng hay không, chúng ta phải làm như sau. Nhập vào hàm số căn 16 trừ x bình phương. Chia x bình phương trừ 16. Đầu tiên sẽ kiểm tra đường thẳng x bằng 4. Chúng ta sẽ khôn tại 4 cộng 10 mũ trừ 9. Để tính giới hạn bên phải của 4. Máy tính không được cho nên chúng ta sẽ khôn lại 4 trừ 10 mũ trừ 9. Kết quả này là một số âm lớn, tức là bằng âm vô cùng. Do đó x bằng 4 là đường tiềm cận đứng. Tiếp tục để kiểm tra x bằng trừ 4, chúng ta cũng làm tương tự, khôn tại trừ 4 cộng 10 mũ trừ 9. Kết quả này lại bằng âm vô cùng, do đó x bằng trừ 4 cũng là một đường tiềm cận đứng. Như vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là đồ thị của hàm số sẽ có hai đường tiềm cận đứng x bằng cộng trừ 4, đáp án C.